Chào giám đốc ạ. Thế nào? Việc của công ty thế nào ạ? Không ổn rồi bà. Sao? Tôi vừa điều tra rồi. Công ty của bà đang làm ăn ở cái mức độ tay nhặt lá chân đá ông bơ. Chết. Nhưng mà sợ hơi đấy. Sao giám đốc lại xúc phạm tôi thế ạ? Xúc phạm cái gì? Bà nên nhớ là con bà đi du học ở Mỹ. Vâng. Mỹ chứ không phải đơn giản nhớ. Đúng rồi. Cho nên bà không có cái giấy chứng nhận thu nhập hàng tháng của bà ít nhất từ 30 triệu trở lên. Con bà ở nhà. Chết. Thế thì bao nhiêu giấy tờ tôi đưa cho giám đốc, không? Không ăn thua, không ăn thua. Tất cả những giấy tờ đấy không ăn thua, không giải quyết được vấn đề gì cả. Bà nên nhớ người Mỹ người ta rất nguyên tắc. Không có cái giấy chứng nhận thu nhập hàng tháng của bà thì đến tổng thống cũng ngồi nhà. Ôi. Hiểu chưa? Tôi là làm thế nào ạ? Làm thế nào? Tôi nói cho bà nghe nhé. Tất cả các con đường đã bị đào bới xới lộn lên rồi. Chỉ còn đúng một ngách để cho bà lách thôi. Lách thế nào ạ? Lách thế nào ạ? Vâng. Lách thế này này. À. Tôi hiểu rồi. Hiểu chưa? Mấy. Bà cứ bỏ 6 vé vào đây. Tôi sẽ đưa bà một con đường tuyệt đẹp, trải đầy hoa đến miền đất hứa. Hiểu không? Vâng ạ. Đây. Trời ơi. Úi giời ơi. Gì đấy? Tôi tưởng rằng to quá. Úi giời, không phải khen. Tôi nói cho bà nghe nhé, riêng mấy quả túi này của tôi nhé, bà có bỏ gấp 1.000 lần như thế này vào nhé, bên ngoài vẫn không thấy gì. Đấy. Hiểu chưa? Rồi, đấy, đó, được rồi. Bây giờ này. Thế là xong rồi. Bây giờ bà muốn tôi chứng nhận cho bà một tháng thu nhập 100 hay là 200 triệu? 200 cho nó mắc ạ. 200 hả? Ừ. Rồi, 200 triệu một tháng đúng không? Vâng. Giám đốc ơi, thế là xong rồi chứ ạ? Xong à? Vâng. Xong à? Vâng. Bà xem đây này. Đây này. Đây bà đọc đi. Bà đọc học bạ của con bà đi. Sao ạ? Nó học hành thế này thì làm sao mà đi được. Cái gì? Nó học thế nào ạ? Xếp thứ tự học sinh đứng thứ 47. Làm sao mà đi Mỹ được? Trong này chỉ có 45 cháu thôi ạ. Thì thế nó mới nhục. Lớp có 45 học sinh, nó đứng thứ 47 thì đi Mỹ làm sao được? Đi Mỹ đình à? Hả? Đây, giúp. Vào đây. Cái này. 5 vé nữa vào đây. Thế nhưng mà tôi sẽ lột xác nó. Ấy, lột xác cháu à? Khổ quá. Bà bỏ 5 vé vào đây, tôi sẽ phải có trách nhiệm biến nó thành một đứa học sinh tiên tiến. Từ một đứa học sinh mất dạy trở thành hiền như bụt. Từ một con học rút như bò trở thành học sinh giỏi. Sau đó tôi lại dùng 5 vé này làm một cái chậu nước để tẩy rửa quyển học bạ của nó. Từ một cái quyển học bạ đen xì toàn những khuyết điểm này của nó này. Đây, đây bà nhìn đây này. Đấy. Trở thành một quyển học bạ thơm mùi mực của những lời khen ý đẹp của thầy cô giáo viết cho nó. Ôi, quý hóa quá. Có 5 vé thì còn kêu cái gì. Thôi được rồi ạ. Con dại cái ma nhà. Cho vào đây. Vâng ạ, đây ạ. Đây ạ, vâng ạ. Đúng rồi. Ôi giời ơi. Thấy chưa? Giám đốc hai túi. Không phải hai đâu mà còn nhiều lắm. Bây giờ thế này. Dạ. Bà cầm cái giấy giới thiệu này. Vâng ạ. Hiểu chưa? Đến gặp anh Ngưu. Nhá. Ngưu. Kim Ngưu đấy. Ngưu à? Chứ không phải Ngưu Ma Vương đâu. Dạ, nhá. Vâng ạ. Kim Ngưu. Kim Ngưu à? Ở địa chỉ này. Ôi giời ơi. Đấy. Hiểu chưa? Ôi. Xin giám đốc ạ. Xin chào giám đốc ạ. Vâng ạ, tôi về ạ. Đi đi nhá. Vâng ạ. Chào giám đốc ạ. Rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng là quả thật là cũng đã có những câu chuyện như vậy xảy ra đúng không ạ? Chúng ta cũng hiểu là tại sao đã có rất nhiều những em học sinh phổ thông trung học chẳng hạn ấy, nhiều khi ngơ ngác là bạn này rõ ràng vừa mới trượt lớp 11 xong bây giờ chuẩn bị lên đường du học một cách rất đàng hoàng. Đây là một điều cũng có thực xảy ra trong xã hội của chúng ta đúng không ạ? Trong xã hội chúng ta đúng là còn có những cái hiện tượng như thế. Rõ ràng là cái hiện tượng mà sửa học bạ thì là có. Tại vì là các cái trường nước ngoài tuy rằng họ rất là cần sinh viên đến học, họ cần thu học phí. Chính sách của các nước cũng rất cần có nước ngoài, người nước ngoài đến học để phát triển quan hệ, hợp tác, rồi thương mại, buôn bán, làm ăn, vân vân. Thế nhưng mà họ cũng phải dạy được thì họ mới nhận. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những cái trường hợp mà toán tầm cỡ độ ở ta mà, tầm cỡ độ 4-5 phẩy đưa lên 8-9 để đi học nước ngoài thì chắc là sang cũng rất là khó khăn.
cho nên có những cái trường hợp thì không học được. Xin được hỏi cô Phương và thầy Do là vậy thì với những học sinh đấy học tập như vậy chỉ nhờ tiền của bố mẹ đi du học thôi thì họ sẽ gặp phải những cái chuyện như thế nào trong quá trình học tập ở nước ngoài ạ? Hiện nay thì có rất nhiều cháu là bắt đầu từ lớp 7 đã đi rồi, nhưng mà gia đình trang bị rất là đầy đủ một cái vốn ngoại ngữ và các cháu học từ từ, và đấy là học thật và chúng ta có quyền đi từ lớp 7. Thế nhưng cái trường hợp mà chị Thảo Vân đang trao đổi với chúng ta đây là cái trường hợp là bằng cấp giả. Đây tôi muốn nhấn mạnh một cái bằng cấp giả thì nguy hiểm vô cùng. Thưa quý vị các bạn, nhưng đó mới chỉ là những cái mà chúng ta đang đưa ra. Liệu chúng ta có nói quá chăng? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Này, ông bỏ tôi ra làm gì? Tôi nhá. Tôi cho ông lên đài lên báo nhá. Tôi lên cái gì? Công khai ra trước bàn dân thiên hạ nhá. Ông bỏ tôi ra đấy, ông làm quá bằng cái thằng kẻ cướp nhá. Cướp gì? Này, cứu tôi ngay, đây mới là thằng cướp này. Ông làm gì hả? Ông túm cổ áo người ta sao ông lại cứu ai cứu ông hả? Ông vừa cướp vừa la làng, bỏ tôi nhá. Ai cướp la làng? Ông còn quá thằng cướp ấy. Tôi cướp cái gì của ông? Tôi nói cho nghe nhá. Thằng con tôi nó mất tích rồi. Ba bốn thằng này không đi điện đoán từ cái gì là làm sao? Thằng con ông lại mất tích là thế nào? Chả thấy nó điện đoán từ. Thế không phải là nó đang đi du học ở Úc à? Ôi trời ơi. À tôi chết rồi, không điện đóm từ chắc là ông lại không gửi tiền cho nó gì. Nó hết tiền thì nó điện cho ông thế nào được. Mà này, tôi gửi bao nhiêu lần, tôi gửi hàng tạ cá sấu. Rõ ràng là ông nhận rồi cơ mà. Cá sấu nào? Tôi đã nói với ông ngay từ hôm ở văn phòng là tôi không nhận cái của nợ ấy cơ mà. Cá sấu nào? Không phải là tôi gửi cho ông cá sấu, mà tôi gửi cho tiền bán cá sấu. Rõ ràng là ông nhận tất cả, biên bản còn đấy. Này, thế lần sau nói năng cho nó gãy gọn nhá. Tiền cá sấu là tiền cá sấu, mà cá sấu là cá sấu nhá. Ông bảo gửi cho tôi cá sấu bao giờ? Tôi nói cho ông nghe, nếu như tôi không gửi tiền ông đưa cho tôi, không gửi sang trường cho nó thì làm sao nó sang đấy nó học được hả? À, tôi gửi hết rồi. Sao chả thấy nó thư điện đóm gì về, hay là nó mệnh hệ gì rồi? Trời ơi, một mình con tôi ở nơi đất khách quê người thế này thì trông mà. Bác ơi, đừng có bù lu bù loa lên như thế. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông nhá. Tôi sẽ báo với cả Interpol nhá, truy nã nó. Truy nã? Tôi sẽ truy nã thằng con cho ông. Thế bây giờ tôi tìm con cho ông lại còn muốn cái gì nữa? Tìm con thì sẽ lại gọi là truy nã. Truy nã cũng là tìm à? Thế trong khi ông tìm nó thì bây giờ tôi làm được cái gì bây giờ? Ông làm gì à? Thế à? Về bán thêm một tấn cá sấu nữa. Một tấn cá sấu nữa cơ? Thêm một tấn cá sấu nữa đi. Từ khi tôi gặp mặt ông nhá, tôi phải đóng không biết bao nhiêu loại phí rồi nhá. Bây giờ lại phí tiếp à? Này, ông còn định xẻ ra dọc thịt tôi đến bao nhiêu? Thế tôi hỏi ông có biết là 1 km chất xám bao nhiêu tiền không? Hả? Ông có biết không? Bao nhiêu? Mà chất xám đây là chất xám ngoại ở nói nhá. Tôi lại còn làm một cái việc rất là ý nghĩa cho cuộc đời gia đình ông nhá. Là ông biết là tôi đã biến một thằng con lêu lỏng mất dạy của ông trở thành một kỹ sư có rắn mắc ngoại. Hả? Ông còn muốn cái gì? Hả? Một tấn. Giám đốc Michael xịn đây rồi. Tôi hỏi ông, con tôi học như thế nào mà tốn quá. Nó vừa gọi điện về nó bảo mẹ gửi cho con 20.000 US, 10.000 thôi. Thế là nó học hành thế nào mà tốn thế hả ông? Thế con bà nó đi học ở đâu? Nó học ở Mỹ. Thế nó học ở Mỹ thì Mỹ nó tiêu tiền gì? Tiền US. Thế nó bảo 20.000 nó rẻ quá còn gì nữa. Mỹ nó chả tiêu tiền đô la, tiêu cái gì? Thế tôi hỏi ông nhá, hôm nay nó đang làm gì ở bên ý? Nó mà không đi học thì chắc là nó đi hành thôi. Hành gì? Ô, thế bà chưa xem phim Hành động Mỹ bao giờ à? Xem rồi. À xem rồi, thế bà không nhìn thế là nó cưỡi ngựa đội mũ phớt xong bắn súng hai tay. Này, ông đừng trả lời vô trách nhiệm như thế nhá. Chúng tôi giao con chúng tôi cho ông. Ông theo dõi hàng ngày để về ông nói với phụ huynh. Chứ thế ông không thể nào trả lời vô trách nhiệm như thế được nhá. Này, thế tôi hỏi bà là bà đăng ký cho con bà đi học ở Mỹ đúng không? Đúng. Nó sang Mỹ chưa? Rồi. Nó có đi học không? Có. Xong. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Hợp đồng giữa tôi và bà như thế là hết. Nhá. Làm sao bây giờ tôi lại còn phải có trách nhiệm gì với nó nữa nào? Trong hợp đồng nhá, ông lo cho cháu ở bên ấy từ A đến Z nhá. Ông theo dõi nó nhá. Trong hợp đồng ông ghi thế nhá. Trách nhiệm nó cũng vừa phải đấy chứ. Bây giờ làm sao mà tôi đã đưa nó sang đấy rồi, bây giờ tôi lại phải đi cũng lại đi bên cạnh nó, tôi kè tôi kèm nó à? Hả? Đấy. Thế còn mà chúng tôi ăn cám à? Nó đang gọi điện về nó bảo không gửi 20.000 US nhá. Thì nó lấy thằng đánh trống nhá. Mà nó lấy thằng đánh trống nhá thì tôi xé xác ông ta, tôi chấm muối đấy. Chứ phải vừa đâu.
Đây có thằng đánh trống nào ở đấy? Đây, nó bảo lấy thằng đánh trống nhặt rác đấy. Ôi trời ơi, con lậy hồn. Con lậy hồn. Sao? Ơi mà chú. Thằng đấy nó đánh trống nhặt ra, chứ không phải là đánh trống nhặt rác. Mẹ. Đánh trống nhặt rác. Đánh trống đẩy ra, đúng rồi. Ừ, mà này. Dạ. Thế bà còn muốn cái gì nữa nào? Con đi du học ở Tây nhá, xong lại còn lấy được chồng Tây nhá, là con được là văn nghệ sĩ đấy. Sao? Đánh trống nhặt ra. Thế tôi hỏi bà, con bà như thế số đấy là số gì? Số cái con khỉ. Con Hương nhà bà tuổi khỉ à? Nhà ông tuổi khỉ. Trời ơi, con ơi, con mà lấy cái thằng đánh trống ấy thì mẹ con không được gặp nhau từ nay, con không về nữa, khổ thân mẹ. Này này, tôi nói cho bà biết nhá, chính bà mới là người phá hợp đồng nhá. Sao lại phá hợp đồng? Thế không phải à? Bà vứt tiền ra xong bà ném con bà sang bên đấy. À, bà không hề động viên cho nó học hành tử tế cho nên người. Bà lại xúi dục nó cái chuyện cặp bồ, cặp bịch yêu đương. Cái gì? Bà làm đi đấy. Ôi dồi ôi. Thế người ta phải thuê mình, ta bỏ bao nhiêu tiền nhá. Này bà để tôi. Thế này là sờ tận tay dây tận chán rồi nhá. Này im đi. Ông ạ. Này ông không thoát khỏi tay tôi đâu. Ông lừa bố con tôi. Phụ nữ nhá, mềm yếu nhá. Ôi dồi ôi. Thôi tôi biết rồi. Con lừa bố con tôi. Ông đừng có nói như thế nhá. Mẹ con cái bà mặc áo bông này, ông không thoát được khỏi tay tôi đâu nhá. Thế bây giờ ông bà định làm gì tôi? Tôi nói trước nhá, ông bà nhá, đến nước này nhá, xác định tư tưởng sẵn là mất con đi là vừa. Ôi trời ơi. Ông nói thế mà nghe được hả? Ông nói thế mà nghe được hả? Nói thế nói nào. Cô đâu gì này? Người là má. Hello father. Ôi giời ơi, con ông mà ông không nhận ra à? Thằng Lộc nhà ông đấy. Nó vừa nói cái gì? À, nó bảo là nó ở bên Úc về, nó mua cho ông bánh xà phòng pha. Con ông đấy. Rồi con mình còn không nhận ra. Con ơi. Con ơi, con biến thành cái gì? Con đội cái mũ vào đã con này. Thôi con ơi, con dừng tay lại, mà sao chân tay con cứ nhảy lung tung đấy? Bây giờ con không dừng lại được sao rồi. Sao không dừng được rồi? Rồi đi ông, bây giờ không dừng được chân tay rồi. Sao? Ôi trời ơi, ăn phải thức ăn của căng cu lu đi. Là thành căng cu lu rồi. Con cố dừng lại. Con ơi, con dừng lại. Con bình tĩnh dừng lại. Dừng lại, khó lắm rồi. Bố bảo này, con bình tĩnh. Con kể lại sự việc cho nó rành rọt để bố nghe, làm sao mà lên đông nỗi này. Ôi, giữ tay con cái để con đấy. Kể được chứ. Nào. Đấy, thì cái hôm bố nó ném con lên máy bay anh ủi gái đấy. Ôi, sao nó đưa con sang Úc. Ôi, tưởng đến thành phố hóa ra nó ném con xuống sa mạc. Ôi trời ơi, sa mạc à? Ôi, sa mạc mênh mông. Sao nữa? Ôi trời ơi, ở đấy từ chỗ con ở cách trường học 2000 km. Chả có cái gì để đi đến trường cả. Thế là con mới xin làm thuê một trang trại. Này Lộc ơi, từ mày bỏ ra anh xem cái đầu của mày đầu Úc này đúng không? Đấy. Đúng rồi. Ông thấy không? Không được cái nọ nó phải được cái kia chứ, đầu nó cái này. Bố biết không? Ừ. Đúng rồi. Con làm một trang trại nửa ngày. Ừ. Nuôi kangaroo. Ôi giời ơi. Dọn vệ sinh như kangaroo. Con nửa ngày thì từ vào rừng hái táo còn. Ôi giời, con ơi, tiền ông bố vẫn gửi cho con đều mà. Có thấy xu nào đâu. Mấy lần con điện về cho bố nhưng mà không có tiền, không biết được. Ừ. Với cả đói quá. Toàn ăn mì thôi. Mới ăn thức ăn của kangaroo. Đây mà khổ quá. Khổ con đã. Bây giờ con á, nhiễm tính ở kangaroo rồi bố ạ. Giữ con lấy tay ấy không, nhảy đây chết mất. Ông kia, ở nhà tôi ê, thức ăn mà con tôi cho tiền đi xuất ngại thì nó phải ăn mì, có nhục công rồi. Trời ơi. Thôi con ơi. Dạ. Bây giờ con ăn tạm cái bánh mì nhá. Bánh mì kẹp chuối con ạ. Nó vừa nguyện tràn vừa nhiều vitamin. Con ăn tạm một tí. Khổ lên con tôi. Mùi thơm này, không ăn nữa đâu. Đấy. Con ăn thức ăn của kangaroo mùi nó thối cơ. Ăn thức ăn của kangaroo mùi nó chuối nó không ăn được thì khổ tôi. Còn đây, con để đây. Bố tống này, cho cái thằng cha giám đốc nó ăn cho nó chết đi. Này. Để tao xử lý cái thằng này. Xử lý cái gì? Đánh đi. Hả? Ông nhìn thấy con ông nó thành đạt thế kia mà ông lại vẫn còn kêu thì tôi cũng không hiểu là thế nào nữa. Hả? Ông thấy không? Ở nhà nó có thế này không? Hả? Ông phải đầu tư chứ, phải bỏ tiền ra con cái nó mới thành người thành thế này được chứ. Tôi hỏi ông nhá, đấy nhá. Ông bỏ ra gần đấy tiền, con ông được du học ở Úc nhá. Nó không những nó giống người Úc mà nó còn giống cả kangaroo của Úc nữa. Thì ông thấy là được chưa? Nó lại còn thêm cả một cái nghề là kỹ sư hái táo. Cái gì đấy?
chứ gì mà Mỹ thì nãy giờ đấy hả? Hương à, Hương, con về rồi à? Thế mà không điện cho mẹ mà xe mang xe ô tô đón con. Hương nào mà Hương, xưa rồi Diễm. Bây giờ không phải là Hương nhá, mà là Julia Hanks. Chị đấy, bà thấy chưa? Bà thấy nó chưa? Cha học được cái gì mà ấy học ăn cao bồi ăn cắp điện cướp này hả con? Trời ơi. Ăn cắp cái gì? Thế bà đã gửi 20.000 đô sang bển chưa? Mẹ không gửi nữa vì con về rồi. À, không gửi gì? Mà không gửi gì, đơn giản. Con, cái gì đấy? Bán luôn, bán luôn, bán luôn. Chịu, ôi giời đấy. Ôi giời ơi, đấy, ôi đấy. Ôi bà thấy chưa? Tôi đã bảo là trong du học nó còn có cả du côn nữa. Cho nên là đấy, bà thấy chưa? Mất tiền vào đầu tư cho con cái nó phải thế chứ này. Rồi bán xuống bằng gì ấy? Tay à? Tay ạ. À. Gì đấy hả chú em? Rồi bắn súng bằng gì? À, thích bắn... chơi súng hả? Tưởng gì bắn súng bằng tay, ai chả bắn được mấy tay. Hỏi đúng cửa đấy. Chị đây là thường hai tay hai súng, cưỡi ngựa phi dao hút xì gà ngược. Đây nhá, riêng gọi là bắn súng nhá, bắn được cả hai tay, bắn được cả chân nữa này. À. Đây, thích ra đằng sau bắn nhau. Bắn nhau đây, bắn nhau đây. Đâu súng okay. Chúng mày bắn nhau đây. Đây phim này là con, ôi trời ơi. Bố đợi con ra, con đấu súng với con này. Tại ông nhá. Bà cứ để chúng nó đọ súng với nhau. Tại ông nhá. Học cái hay không học, học toàn cái giờ thôi. Đấy ông xem bây giờ nó có giống cái con em cướp không hả? Ừ, hay thì phải bỏ tiền ra đầu tư cho con cái thì con cái nó mới nửa người nửa ngợm thế này được chứ. Này ông cứ đừng có phủi nhá. Phủi cái gì? Hả? Phủi cái gì? Ông không có trách nhiệm gì cả, ông phủi phải trộn ra bảo dạy học thế nào chứ. Ông về việc học hành rồi nói lại cho chúng tôi. Cái gì? Bây giờ ông phải có lương tâm. Thôi ông bà đừng có nói chuyện lương tâm ở đây nhá. Chính ông bà mới phải xem lại lương tâm của chính mình ấy. Làm bố làm mẹ thế à? Cứ tưởng ném tiền ra xong rồi là vứt các con sang đấy rồi là không thèm tìm hiểu xem là chúng nó có khả năng để mà đi du học hay không. Thế phải nhờ không? Ờ hay nhờ tôi. Bà bảo tôi đưa nó sang Mỹ, tôi đưa sang Mỹ rồi. Ông bảo tôi đưa nó sang Úc, tôi đưa nó sang Úc rồi. Trời ơi. Thế bây giờ còn muốn cái gì nữa? Thôi. Mà tôi không nói chuyện với ông bà nữa nhá. Mà chính ông bà tìm đến tôi nhá. Chứ tôi không bắt bò các ông các bà nhá. Tôi không nói chuyện với ông bà nữa. Nhà tôi còn rất nhiều việc nhá. Còn một đống hồ sơ xin đi du học cái này, tôi về tôi giải quyết nhá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nhìn thấy một kết quả học tập mà công ty của cái anh Moi đó đã đưa sang nước ngoài đúng không ạ? Chúng ta đã thấy anh ta đã đưa con của những ông bà có tiền đó, và không biết là lúc này thì kết quả đó có làm những bậc phụ huynh hài lòng hay không. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ nhìn vào những cái này thì có lẽ chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng là chúng ta ở đây hôm nay chỉ nói rằng du học là không hợp lý đúng không ạ? Thực ra thì chúng tôi nghĩ là du học nó có một ý nghĩa và có một những cái ích lợi như nào thì chắc là quý vị và các bạn cũng đã rất là hiểu. Và chúng tôi muốn là mời thầy Do, thầy cũng có thể nói với tất cả mọi người rằng thực ra thì việc du học, kể cả du học tự túc, nó cũng có được những cái ý nghĩa quan trọng như thế nào để mà tất cả chúng ta hiện nay bây giờ đang đặt cái vấn đề du học là một trong những vấn đề quan tâm của rất nhiều những bậc phụ huynh. Nhà nước ta thì rõ ràng cũng chưa phải là nhà nước giàu có gì, nhưng nhà nước cũng cố gắng đầu tư để gửi sinh viên rồi học viên sau đại học đi học nước ngoài với một cái khoản chi phí rất là lớn. Thế thì tại sao lại như vậy? Gia đình đầu tư, nhà nước đầu tư, xã hội đầu tư, bởi vì là du học nó mang lại những cái lợi ích rất là lớn. Người được học ở một cái những cái trường đại học đạt những cái tiêu chuẩn quốc tế thì có thể tham gia vào cái thị trường lao động quốc tế rất là tốt. Du học theo chúng tôi mang lại lợi ích cho cá nhân những người đi du học đã đành, mà mang lại cho cả đất nước, để đất nước chúng ta hội nhập và phát triển. Chúng tôi nghĩ rằng là với những phát biểu của thầy Do, của cô Hương và với những câu chuyện thực tế trong cuộc sống của chúng ta cũng đã nói rất rõ rằng là dù học ở trong nước hay dù học nước ngoài, cái quan trọng là học bằng những khả năng và những kiến thức của mình và tiếp thu được bằng chính thực lực của mình thì đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta có bằng của chúng ta, của nước chúng ta hay là bằng của nước ngoài. Cái quan trọng là chúng ta sẽ làm được gì với cái bằng mà chúng ta nhận được, và liệu rằng kiến thức mà chúng ta thu nhận được có đáng để và có đủ để chúng ta mang ra phục vụ cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho đất nước, cho xã hội hay không, thì đấy mới là điều mà chúng ta mong đợi. Với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi chỉ mong rằng với những bạn đang có kế hoạch hoặc là sẽ có chương trình chuẩn bị du học nước ngoài, các bạn hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ, các bạn hãy học tập thật tốt để có thể có kết quả tốt nhất, mang lại lợi ích cho bản thân các bạn đầu tiên, cho gia đình các bạn và rộng hơn là cho đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn thầy Do, xin cảm ơn cô Hương và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.